Thế sau khi lụt mà đi qua thì anh em thấy không ạ? Nó ngập hết những cái dòng xe, những con xe mà ngập hết thì phải tháo hết toàn bộ ra như này, từ sàn, táp lô, cánh cửa xe đều được tháo ra hết hoàn toàn như thế này để vệ sinh. Những cái gioăng cửa, gioăng kính này anh em thấy không ạ? Tháo hết ra hoàn toàn để mà vệ sinh lại cho anh em này. Để đi qua mà để lại cái hậu quả rất là nặng nề con xe như thế này. Đây là bên em mới đang tiến hành vệ sinh thôi, còn hệ thống điện thì bây giờ mới bắt đầu tiến hành kiểm tra để xem nó có hư hại gì nhiều không. Đây, làm hết sức cẩn thận cho anh em để giảm thiểu những cái chi phí mà hư hỏng cho anh em. Đấy, đây là cái hệ thống điện bên trong này, gần như tháo ra vệ sinh lại toàn bộ dàn lạnh các thứ, điều hòa và các hộp điều khiển đều được xịt sạch vệ sinh khô. Đấy, còn đây là hệ thống đằng trước hàng máy này, thì con này rất may mắn là chưa nổ máy khi mà đã bị ngập, và anh chủ xe có một chút kiến thức về xe thì có tháo cái ắc quy ra thì nó sẽ giảm được cái thiệt hại cho chiếc xe của mình. Đấy, còn hệ thống làm nước làm mát này, dầu động cơ này, thì con này bên em đã tháo ra thay lại hết toàn bộ để sau đó sẽ test. Còn con này thì vẫn chưa có thể nổ máy được bởi vì hệ thống điện mới đang tiến hành xử lý. Đấy, anh em mà bị những cái dòng xe mà ngập nước thế này nhá, thì anh em nên tìm những gara uy tín, thứ hai là chuyên nghiệp để xử lý cho anh em, tránh tiền mất tật mang, và để đảm bảo nhất cho anh em xử lý những con như này sẽ rơi khoảng tầm 10 đến 15 ngày thì mới xử lý xong anh em nhá.